319 Ngày 319 Có khả năng còn phải đợi 10 phút đấy. Hãy nghe và nhắc lại. 可能还要等10分钟呢. Khở Nấng Hái Yào Tẩn Sứ Phân Trung Nơ Khở nớ hái yào tẩn sứ phân trung nơ. Khở nớ hái yào tẩn sứ phân trung nơ. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không rõ lắm. 不太清楚. Em tưởng đều lấy ra rồi. 我以为都拿出来了. Y phục truyền thống, quần áo truyền thống. 传统衣服. Cảm giác tay rất tốt. 手感很好. Cửa màu nâu. 棕色门. Dẫn bà đến tự chọn. 带她来自己选. Chất liệu vải rất mềm mại. 面料很柔软. Căng thẳng à? 紧张吗? 害羞. 200万. 200万. Quá khen rồi. 过奖了. Sau này sẽ có dịp gặp lại. 后会有期. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. 想吃什么就吃什么. Khách hàng. 客人. Không gấp, không vội. 不急. Không sao. 没关系. Nếu không, nếu không thì. 要不. Ngồi đợi, ngồi mà đợi. 坐着等. 10 phút. 10 phút.